Các chị ơi, hôm nay bên em sẽ nên giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái mã sản phẩm camera giấu kín hết sức là kín đáo, an toàn, tiện lợi cho những bố mẹ nào mà đang muốn lắp đặt ở trong phòng của con cái của mình đấy, để theo dõi xem là con cái của mình học tập như thế nào, đúng không? Bởi vì rất nhiều những anh chị trong thời gian qua đã điện thoại lên bên em tư vấn hỗ trợ về cái dòng sản phẩm này. Nhiều anh chị con cái đang trong quá trình trưởng thành, dạo này cảm thấy lực học sa sút, thầy cô giáo thông báo về đấy, nhưng mà khi về nhà thì rất ít khi tâm sự với bố mẹ, cứ đóng cửa ở phòng đấy, làm việc riêng ở trong thì không biết là bố mẹ đấy muốn xem con mình nó ở trong phòng nó làm những cái việc gì đấy, để giúp các anh chị có thể là theo dõi con cái một cách sát sao hơn. Thì trong video hôm nay bên em sẽ nên giới thiệu chia sẻ cho các chị mã sản phẩm camera mini siêu nhỏ được ngụy trang vào trong cái bóng đèn tiếp lắp đây các chị này. Đấy, đây là bóng đèn tiếp các chị nhá. Bóng đèn này là cái mẫu sản phẩm này có chiều dài là 60 cm các anh chị ạ. Đấy, sản phẩm này thì sử dụng rất là tiện lợi, bởi vì với một cái bóng đèn như thế này thì các anh chị lắp vào trong phòng của mình là hết sức là bình thường, kín đáo, đúng không? Đấy, và các anh chị thấy cái sản phẩm này nó không có cái điểm gì khác biệt so với lại các cái bóng đèn tiếp mà các anh chị sử dụng hàng ngày ở nhà đây các anh chị nhá. Đấy, rất là kín đáo, an toàn, tiện lợi các anh chị ạ. Tất cả các cái thiết bị của cái camera thì được ngụy trang giấu kín vào bên trong rồi. Đấy, ngoại trừ cái vị trí mắt camera các anh chị nhá. Ở đây nó sẽ có một cái mắt thần camera. Đấy, đã bác nào nhìn thấy được cái vị trí mắt camera chưa ạ? Đấy, rất là khó phát hiện các anh chị nhá. Và em sẽ bật mí luôn cho các anh chị ạ. Vị trí mắt camera thì được bên em thiết kế nằm ở vị trí trung tâm ở đây các chị này. Đấy, khi các anh chị sử dụng thì mình có thể là lắp theo chiều nghiêng như này các chị nhá. Đấy, chiều nghiêng như thế này thì nó sẽ chiếu xuống đất. Đấy, thì nó sẽ hắt ra ngoài thì với góc quay cực kỳ là rộng. Sản phẩm này mắt camera anh chị nhìn nhỏ như thế này nhưng mà góc quay của nó rộng 170 độ các anh chị nhá. Có thể bao quát toàn bộ xung quanh cũng như là nó có thể giúp các anh chị có thể quay video có âm thanh hình ảnh đầy đủ. Đấy, với chất lượng hình ảnh sắc nét full 4K. Ngoài ra nó có thể giúp các anh chị theo dõi được trực tiếp trên điện thoại từ xa, không giới hạn khoảng cách các anh chị nhá. Đấy, sử dụng hết sức là an toàn, tiện lợi và dễ dàng các anh chị ạ. Ngay sau đây thì em sẽ hướng dẫn cho các chị cách thức kết nối cài đặt các anh chị nhé. Sản phẩm này thì cái nguồn điện của cái camera được ngụy trang trong này ăn trực tiếp với nguồn điện của cái bóng tiếp này. Đấy, cho nên là khi các chị bật đèn tiếp lên thì camera sẽ ngay lập tức hoạt động các chị nhé. Bên em đã cài đặt sẵn chế độ mở luôn. Đấy, thẻ nhớ đã lắp sẵn vào trong bên trong cho các anh chị rồi. Chỉ cần cung cấp nguồn điện cho cái đèn này thì các anh chị thì cái camera này ngay lập tức sẽ hoạt động luôn các anh chị nhá. Hoặc là các anh chị có thể là chế riêng cái nguồn điện cho cái camera được ngụy trang vào trong cái bóng đèn này để giúp các anh chị có thể sử dụng liên tục 24/24 giờ đều được các anh chị nhá. Đấy, và bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách thức kết nối cài đặt này. Thì cái sản phẩm này ở đây em đã đấu sẵn nguồn điện các anh chị nhá. Nhận hàng về các anh chị cũng chỉ cần đấu hai cái đầu dây này vào trong nguồn điện trong gia đình của các anh chị nhá. Đấy, là ngay lập tức cái camera nó hoạt động các anh chị ạ. Và khi camera hoạt động thì muốn kết nối camera với điện thoại để sử dụng thì các anh chị chỉ cần tải một cái ứng dụng có tên là Lookcam này về các chị nhá. Ứng dụng này thì miễn phí hoàn toàn thế các anh chị ạ. Các anh chị vào kho ứng dụng tải giống như tải Zalo, Facebook về, và khi tải ứng dụng xong như thế này các anh chị sẽ đi vào cài đặt kết nối các anh chị ạ. Tất cả các sản phẩm bên em khi bán ra cho các chị thì đều có giấy hướng dẫn sử dụng như này. Các bác thấy không? Giấy hướng dẫn này sẽ bằng tiếng Việt này, bao gồm đúng 6 bước, và trong video hướng dẫn như này em cũng sẽ làm theo tuần tự đúng 6 bước để hướng dẫn cho các anh chị nhé. Các anh chị nhận hàng về có thể là mở giấy hướng dẫn ra xem, hoặc các anh chị có thể là mở các cái video trực tiếp bên em ra để xem trên video trên điện thoại đều được các anh chị nhé. Đấy, thì khi cung cấp nguồn điện xong các anh chị sẽ đi vào tiến hành kết nối cái mã wifi của cái camera các anh chị này. Bởi vì khi cung cấp nguồn điện thì camera nó sẽ tự động hoạt động và nó sẽ phát ra một cái mã wifi để các anh chị kết nối với điện thoại, thì mình sẽ vào phần cài đặt trong điện thoại ở đây. Đấy, thì tìm cái mã wifi này. Cái mã wifi này nó sẽ thường bắt đầu bằng chữ G hoặc chữ F. Đấy, như thế này các anh chị ấn vào và kết nối. Khi nó có dấu tích như này các anh chị sẽ thoát ra màn hình này. Đấy, sẽ thoát ra màn hình chính các anh chị nhá. Đấy, sau đấy thì các anh chị sẽ đi vào ứng dụng này. Đấy nha, các anh chị sẽ đi vào ứng dụng mình vừa tải về, ứng dụng Lookcam này. Đấy, các anh chị sẽ ấn chọn cho em. Đấy, dòng chữ Ken này. Đấy, tiếp tục ấn dòng chữ màu xanh thì vào online. Đấy, Ken một lần nữa các anh chị thấy không? Ngay lập tức là camera với điện thoại của mình đã được kết nối với nhau. Các anh chị thấy không? Đây là hình ảnh trực tiếp các anh chị nhá. Đây các bác thấy là để em test vị trí mắt camera cho các anh chị xem nhá. Thì đây là cái vị trí mắt cam các anh chị thấy không ạ? Đây, hình ảnh nó truyền về trên điện thoại đây. Em sẽ che mắt cam đi này. Các bác thấy không? Mở này. Đấy, che này. Đấy các anh chị thấy không? Tay em đây nhá. Đây này, ngón tay đây các anh chị thấy không? Đấy, che đi này. Mở đây chị nhá. Đấy, và bây giờ thì em sẽ test cho các chị xem. Sản phẩm này thì các anh chị sẽ xem với chất lượng hình ảnh sắc nét full 4K. Ở đây nó đang hiển thị độ phân giải hình ảnh ở đây là mới 1080 là thấp nhất anh chị nhá. Anh chị có thể vào đây tăng lên 2K hoặc 4K. Đấy, siêu sắc nét thì là 4K, còn mức độ trung bình thì các chị có thể lựa chọn 2K để các anh chị xem. Đấy, rất là tiện lợi đúng không ạ? Đấy, hình ảnh rất là rõ nét các anh chị này. Đấy, và nó truyền về điện thoại cho mình đây. Đấy, không hề bị chế, bị giật đúng không ạ? Góc quay của nó rất là rộng các chị để ý này, em xoay cái camera này. Đấy, xoay cái bóng đèn các anh chị nhá.
Đấy, khi các anh chị sử dụng lắp đặt thì các anh chị để với góc quay như này, các anh chị thấy không? Góc quay của nó rất là rộng các anh chị ạ. Sản phẩm này thì góc quay của nó rộng 170 độ các anh chị nhá. Đấy, rộng nhất trên thị trường hiện nay luôn các anh chị ạ. Các cái dòng sản phẩm khác thì góc quay của nó chỉ được 120 hoặc là 150 độ. Còn riêng với cái dòng sản phẩm này thì góc quay của nó là 170 độ. Và các bác thấy đường truyền của nó cực kỳ là ổn định đúng không ạ? Không hề bị trễ, bị giật nhá. Đấy, camera đưa đến đâu thì ngay lập tức hình ảnh truyền vào điện thoại cho mình. Đấy, anh chị có thể là chụp ảnh trực tiếp ở trên ứng dụng ở đây cái chị này. Ở đây nó có biểu tượng chụp ảnh cái chị nhá, máy chụp ảnh đây. Các chị ấn vào đây để chụp ảnh này. Đấy các bác thấy không? Đây em sẽ chụp cho anh chị một vài bức ảnh để test chất lượng sản phẩm cho các chị xem nhá. Nát em sẽ mở lên cho các chị xem này. Đấy anh chị thấy không? Đấy rất là đơn giản các chị nhá. Đấy, anh chị cũng có thể là quay video. Đấy, anh chị có thể là quay video trực tiếp ở trên ứng dụng này. Đấy, nát thì em sẽ mở quay luôn cho các chị xem một đoạn video này. Đấy, trước tiên sẽ chụp cho anh chị một vài bức ảnh đấy nhá. Đấy, bởi vì là cái ống típ này nó hơi dài, cho nên là để bắt tận cả cái cảnh cái ống típ này thì nó hơi khó, cho nên các chị thông cảm với anh chị nhá. Đấy, thì em sẽ test cái chất chủ yếu là cái chất lượng hình ảnh. Đấy, cũng như là âm thanh cho các anh chị nghe xem. Đấy, bởi vì cái phần đằng sau của típ này thì nó không liên quan gì. Đấy các chị nhá, và bây giờ em sẽ quay một cái đoạn video này. Đấy, các chị muốn quay video thì các chị sẽ bật loa, bật mic ở đây lên này để nó thu âm các chị nhá. Đấy, nếu mình không bật lên thì nó sẽ không thu được âm thanh các anh chị ạ. Đấy, và bắt đầu em sẽ quay này, ấn vào biểu tượng máy quay phim ở đây các chị nhá. Đấy, các anh chị ơi, đây là hai số điện thoại tư vấn tổng đài Zalo trực tiếp miễn phí bên em: 0962085919 và 0969155444 các anh chị nhá. Các anh chị nào mà đang có nhu cầu mua camera mini siêu nhỏ, các thiết bị định vị theo dõi từ xa, máy dò sóng, phá sóng, kích sóng thì liên hệ ngay qua bên em theo hai số điện thoại tư vấn tổng đài đây các anh chị nhá. Đấy, em sẽ dừng quay video và bây giờ em sẽ mở lại cho các chị xem nhé. Các bác muốn xem lại thì mình sẽ quay về ứng dụng ở đây. Đấy, sau đó các anh chị sẽ lựa chọn cho em cái phần album ở dưới đây này. Thì nó sẽ lưu lại ảnh và video của cái ứng dụng, của cái anh chị chụp trên ứng dụng các chị nhé. Đấy, thì các anh chị thấy không? Ở đây nó sẽ lưu thành một cái vệt dài như này này. Đấy, các chị có thể kéo nó ra. Đấy, muốn xem cái nào thì các chị ấn vào các chị nhá. Đây này. Đấy, ví dụ các chị muốn xem ảnh này đúng không? Đấy, các chị ấn vào ảnh các chị muốn xem này. Đấy, mình phóng to này, thu nhỏ này, đều được các anh chị nhá. Đấy, hoặc là khi các anh chị chụp ảnh quay phim mình cũng có thể là phóng to, thu nhỏ. Đấy, để mình thu các cái sự việc hiện tượng ở xa để mình quay cho nó rõ nét các anh chị nhá. Đấy, các chị thấy không? Đấy, cực kỳ là rõ nét các anh chị này, góc quay của nó rất là rộng nhá. Đấy, các bác thấy không? Đấy, một chiếc camera mini siêu nhỏ ngụy trang giấu kín rất là kín đáo an toàn. Còn video đây em vừa quay đây các chị này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, âm thanh hình ảnh rất là rõ nét đúng không ạ? Không hề bị vang, bị vỡ giọng đúng không? Đấy, và đường truyền rất là ổn định, không hề bị trễ, bị giật các anh chị ạ. Sản phẩm này sử dụng rất là tiện lợi, đơn giản, dễ dàng và cực kỳ kín đáo các chị nhá. Ngoài ra thì các anh chị có thể khám phá thêm các cái chức năng khác ở trong cái phần cài đặt đây này. Các chị ấn vào đây sau đó lựa chọn device setting. Đấy, vào đây các anh chị có thể cài đặt chức năng cảnh báo chuyển động các chị nhá. Camera này mini siêu nhỏ nhưng mà rất là thông minh, có thể phân biệt nhận dạng được người và đồ vật. Có người xuất hiện chiếc camera này thì nó sẽ gửi tin nhắn vào điện thoại để thông báo, và đồng thời đấy, nó gửi tin nhắn vào điện thoại và để thông báo vào trong điện thoại cho các anh chị, để các anh chị có thể vào theo dõi giám sát các anh chị nhá. Đấy, đồng thời thì các anh chị cũng có thể vào đây để thay đổi mật khẩu camera. Đấy, cái biểu tượng ổ khóa này. Đấy, và ở dưới đây là biểu tượng cài đặt lưu thẻ nhớ các anh chị nhá. Đấy, còn anh chị nào muốn xem từ xa trên điện thoại thì ấn vào phần wifi này. Đấy, để kết nối cài đặt xem trực tiếp trên điện thoại từ xa. Đấy, rất là đơn giản như vậy các anh chị ạ. Đấy, thì các anh chị nào mà đang muốn theo dõi giám sát con cái học tập, hoặc là các anh chị nào mà đang muốn theo dõi các cái diễn biến sinh hoạt hàng ngày trong gia đình thì các anh chị có thể là tham khảo cái mẫu sản phẩm này. Đấy, thì ngoài các anh chị lắp trong gia đình ra thì các anh chị cũng có thể lắp ở công ty, văn phòng, làm việc của mình đều được các anh chị nhá. Miễn ở đâu nó có cái bóng típ như này thì các anh chị mua về lắp đặt sử dụng thì hết sức là hợp lý và tiện lợi đúng không ạ?